Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ tiếp tục chia sẻ đến các anh chị một cái chốn trên airdrop đến từ cái dự án Sinqui Token. Đây là một cái kèo cực ngon nha các anh chị. Cái dự án Sinqui Token này thì nó chạy trên hệ sinh thái của ICA Blockchain đấy. Cái dự án ai thì đa số các anh chị chúng ta cũng đã biết rồi. Có rất nhiều anh chị là đã kiếm được nhiều tiền từ cái dự án ai này rồi nha. Đấy, nên ở cái video này thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để chúng ta tiến hành khai thác cái đồng SVKF đến từ cái dự án Sinqui Token. Cái dự án này thì nó ra hôm qua rồi đấy các anh chị, nhưng mà cái vấn đề lỗi cốt nhá, nó không trả cốt nên hôm nay em lại chia sẻ với các anh chị nhá. Đấy, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào đăng ký cái tài khoản nhá. Rồi để đăng ký cái tài khoản ở trên cái dự án Sinqui Token này thì các anh chị click vào cái đường link em để ở bên dưới cái phần mô tả của video đấy, thì nó sẽ đưa các anh chị đến cái giao diện như của em ở trên màn hình. Ở đây nó sẽ thể hiện cái mã mời của em này, các anh chị nhấn vào cái chữ copy ở đây để các anh chị copy nhá. Chị copy cái mã mời của em nhá. Sau thì các anh chị kéo xuống ở đây nhá. Ở đây thì các anh chị tải cái ứng dụng ở trên Google Play này. Ở đây là các anh chị tải cái bản APK này. Anh chị nào mà sử dụng cái điện thoại iPhone thì các anh chị xài ở trên web nhá. Và ở cái ứng dụng này thì các anh chị có thể xài ở trên Telegram, nhưng mà cái ứng dụng Telegram hiện tại thì nó đang lỗi nhá. Nên các anh chị tải ở trên cửa hàng Google Play nhá. Rồi các anh chị nhấn vào đây. Rồi các anh chị nhấn vào cài đặt để cài đặt. Cài đặt xong thì các anh chị mở cái ứng dụng lên nhá. Ở đây là cái giao diện để chúng ta tiến hành đăng ký cái tài khoản. Giờ các anh chị click vào cho em cái địa chỉ email ở đây này. Các anh chị điền cái địa chỉ email của các anh chị vào nhá. Đây các anh chị nhấn vào đây. Rồi bây giờ các anh chị vào cái email của các anh chị để các anh chị kiểm tra cái mã cốt gửi về nhá. Cái mã cốt thì mấy hôm trước nó lỗi nhá, nên em chưa chia sẻ đến các anh chị được. Hôm nay thì cốt nó đã ok rồi, nên tôi các anh chị nhấn vào và sao chép này. Các anh chị giảm vào đây này. 507. Rồi nó sẽ tự chuyển sang cho các anh chị luôn nhá. Đấy, như thế là các anh chị đã đăng ký thành công rồi. Các anh chị nhấn vào bước tiếp theo này. Bước tiếp theo. Đấy, rồi bước tiếp theo. Rồi các anh chị cho phép nhá. Rồi các anh chị có thể đặc biệt chánh của các anh chị này, đồng thời cũng là mã mời của các anh chị luôn nhá. Ở đây thì em đặc biệt danh đó là Thẩm Crypto này. Rồi các anh chị nhấn vào bước tiếp theo. Cái mã này thì đã có người sử dụng rồi nhá. Nên bây giờ thì em sẽ đổi lại cái mã khác này. Rồi bây giờ thì em sẽ đổi cái mã này nhá. Các anh chị nhấn vào bước tiếp theo này. Rồi như thế là đã ok. Các anh chị nhấn vào cái chữ hoàn thành ở đây. Đây các anh chị bỏ qua tất cả cho nó nhắn nhá. Rồi, khi các anh chị đăng ký tài khoản thì các anh chị sẽ nhận được 10 cái này đồng SVKF nhá. Rồi các anh chị click vào đây này. Đây, để bắt đầu cái phiên khai thác nhá. Ở trên cái dự án này thì 24 giờ các anh chị vào, các anh chị click một lần. Đây thì các anh chị thấy cái số dư nó nhảy ở trên này này, đây nó nhảy nhá. Rồi ở cái dự án này thì các anh chị click vào đây để các anh chị lấy cái đường link các anh chị chia sẻ với bạn bè của các anh chị này. Các anh chị sao chép liên kết nhá. Rồi bây giờ các anh chị vào cho em cái hình đầu người ở đây này. Để các anh chị cập nhật cái thông tin của cái các anh chị nhá. Các anh chị click vào cái cài đặt này. Các anh chị vào thông tin cá nhân này. Các anh chị cập nhật hết các cái thông tin này và các anh chị lưu lại nhá. Đây các anh chị cập nhật tên này. Ngược lại nhá. Đấy. Email thì các anh chị giữ nguyên này và thành phố thì các anh chị có thể chuyển lại nhá. Đây, một thành phố thì các anh chị có thể sửa lại này và các anh chị nhấn vào lưu này. Như thế là các anh chị đã lưu thành công rồi nhá. Ở trên cái dự án này thì nó tương tự y đúc như cái dự án ICA luôn các anh chị. Đây, cái kèo rất là tiềm năng nhá. Nên các anh chị đừng bỏ qua cái kèo này. Còn ở dãy này này, ở dãy này nó có cả cái mục ở đây. Các anh chị hoàn thành hết cho em nhá. Rồi ảnh hồ sơ này các anh chị click vào để các anh chị tải ảnh lên nhá. Đây các anh chị chọn ảnh để các anh chị tải lên này. Đấy rồi, tiếp theo là theo dõi chúng tôi trên X này, các anh chị hoàn thành cả cái mục này hết đi. Để click vào theo dõi để các anh chị theo dõi nhá. Rồi các anh chị tham gia Telegram của dự án này. Cái biệt danh của các anh chị ở trên Telegram thì các anh chị gõ vào nhá cái ID của Telegram đấy. Cái ID thì các anh chị vào ba gạch ở đây này. Các anh chị vào setting ở đây này. Đây cái ID của em ở đây là hongthap1809 nhá. Bây giờ thì em sẽ quay trở lại này. Hồng Thẩm 1809 này. Rồi các anh chị nhấn vào xác nhận này.
Vậy thì nó sẽ chuyển các anh chị sang cái Telegram để các anh chị theo dõi nhá. Đây các anh chị chọn vào Telegram này. Rồi các anh chị chọn vào nhá. Đấy. Rồi các anh chị quay trở lại này. Rồi, cái nhiệm vụ cuối cùng thì các anh chị mời 5 người bạn nhá. Để mời bạn bè thì các anh chị vào cái mục mời bạn bè ở đây này. Các anh chị sao chép cái đường liên kết ở đây để các anh chị chia sẻ với bạn bè của các anh chị nhá. Đấy. Rồi hiện tại cái dự án nó còn mới nên các anh chị cứ đăng ký cái tài khoản để các anh chị khai thác thôi nhá. Còn cái video sau thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị tăng được cái tốc độ khai thác ở trên cái dự án Sunway này nhá. Rồi bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi cái video của em. Em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.